Một set đồ rất là năng động và trẻ trung. Đó. Áo thì là chất liệu tơ, rất là mát, nhẹ. Đó. Mọi người nhìn cái áo này có xinh không? Tôi rất là thích cái họa tiết của cái áo này, đó là họa tiết kiểu trắng đen, họa tiết hình con mèo ấy, nhưng mà nhìn nó khá là bí ẩn. Đó. Và bộ áo này thì có mũ nhé cả nhà. Nhìn rất là chơi, mặc cái áo này nhìn kiểu rất là phong cách, cá tính. Áo này thì có hai màu, màu này là màu nâu tây cũng xinh. Ngoài ra thì còn có màu đen nữa. Đó, màu đen cũng xinh này. Mình có thể mặc được hai kiểu, ví dụ mình serving vào và mặc với cả quần baggy cũng được. Hoặc là mình cũng có thể mặc quần legging xong rồi mình mặc với cả áo này thả ra ngoài kiểu dạng thụng ấy. Đó, nó sẽ theo cái dáng hơi freestyle một chút cũng xinh. Áo này thì có 3 size SML nha cả nhà nhé. Như Phương đang mặc S này thì cũng khá là rộng. Những ai mà bình thường mặc M thì cũng có thể mặc S này luôn. Tiếp theo Phương sẽ review đến chiếc quần này. Đây là chiếc quần baggy mới về của Mega Fashion với cạp cao và quần baggy dáng rộng, tức là nó không bị bó chặt vào người nên là mặc rất là thoải mái. Đặc biệt là cạp cao thì chân của chúng ta nhìn sẽ dài miên man luôn. Và cái quần này thì nó có một cái phần là đính gọi là hơi có một chút điểm nhấn là phần eo như thế này này. Đó, thì mọi người có thể sử dụng thắt lưng hoặc không nhá. Như Phương này, Phương không cần sử dụng thắt lưng cũng được, cũng thấy xinh rồi. Và quần này thì nó sẽ có từ size từ 26 đến 28 cả nhà. Đó, quần cực kỳ xinh luôn.